lại nữa này thiện hiện bố thí ba la mật đa quá khứ không của bố thí ba la mật đa quá khứ bố thí ba la mật đa vị lai hiện tại không của bố thí ba la mật đa vị lai hiện tại tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai hiện tại không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, vị la hiện tại. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bố thí ba la mật đa quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa vị la hiện tại trong không bất khả đắc vì sao vì bố thí ba la mật đa vị la hiện tại tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc huống là có bố thí ba la mật đa vị la hiện tại có thể đắc này thiện hiện tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ trong không bất khả đắc vì sao vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc huống là có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ trong không có thể đắc này thiện hiện tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại trong không bất khả đắc vì sao vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc huống là có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại trong không có thể đắc lại nữa này thiện hiện bốn niệm trụ quá khứ không của bốn niệm trụ quá khứ bốn niệm trụ vị la hiện tại không của bốn niệm trụ vị la hiện tại bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo quá khứ không của bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại này thiện hiện bốn niệm trụ quá khứ trong không bất khả đắc vì sao vì bốn niệm trụ quá khứ tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc Huống là có bốn niệm trụ quá khứ trong không có thể đắc này thiện hiện bốn niệm trụ vị lai hiện tại trong không bất khả đắc vì sao vì bốn niệm trụ vị lai hiện tại tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc uống là có bốn niệm trụ vị lai hiện tại trong không có thể đắc này thiện hiện bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ trong không bất khả đắc vì sao? vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc. huống là có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ trong không có thể đắc. này thiện hiện bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. vì sao? vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc cuốn là có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, như vậy cho đến mười lực của Phật quá khứ, không của mười lực của Phật quá khứ, mười lực của Phật vị lai hiện tại, không của mười lực của Phật vị lai hiện tại, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng quá khứ, không của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại, không của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại. Này thiện hiện mười lực của Phật quá khứ trong không bất khả đắc, vì sao? Vì mười lực của Phật quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có mười lực của Phật quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, mười lực của Phật vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì mười lực của Phật vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có mười lực của Phật vị lai hiện tại trong không có thể đắc này thiện hiện bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc. Hướng là có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị la hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc. Huống là có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại trong không có thể đắc lại nữa này thiện hiện phàm phu quá khứ không của phàm phu quá khứ phàm phu vị lai hiện tại không của phàm phu vị lai hiện tại thanh văn độc giác bồ tát như lai quá khứ không của thanh văn độc giác bồ tát như lai quá khứ này thiện hiện phàm phu quá khứ trong không bất khả đắc vì sao vì phàm phu quá khứ tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc huống là có phàm phu quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, phàm phu vị la hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì phàm phu vị la hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có phàm phu vị la hiện tại trong không có thể đắc. Vì ngã hữu tình, cho đến người biết người thấy đều vô sở hữu bất khả đắc, này thiện hiện hiện. Thanh văn độc giác, bồ tát như lai quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thanh văn độc giác, bồ tát như lai quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc. Huống là có thanh văn độc giác, bồ tát như lai quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện thanh văn độc giác, bồ tát như lai vị lai hiện tại trong không bất khả đắc vì sao vì thanh văn độc giác bồ tát như lai vị lai hiện tại tức là không tánh không cũng không không trong không còn bất khả đắc huống là có thanh văn độc giác bồ tát như lai vị lai hiện tại trong không có thể đắc vì ngã hữu tình cho đến người biết người thấy đều vô sở hữu bất khả đắc lại nữa này thiện hiện sắc quá khứ bất khả đắc sắc vị la hiện tại bất khả đắc sắc trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì sắc quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có sắc quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng có thể đắc này thiện hiện, thọ tưởng hành thức quá khứ bất khả đắc, thọ tưởng hành thức đời vị lai đời hiện tại bất khả đắc, thọ tưởng hành thức trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc? lại nữa này thiện hiện nhãn xứ quá khứ bất khả đắc nhãn xứ vị lai hiện tại bất khả đắc nhãn xứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc này thiện hiện nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ quá khứ bất khả đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ vị lai hiện tại bất khả đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc lại nữa này thiện hiện sắc xứ quá khứ bất khả đắc sắc xứ vị lai hiện tại bất khả đắc sắc xứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc này thiện hiện thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ bất khả đắc thanh hương vị xúc pháp xứ vị la hiện tại bất khả đắc thanh hương vị xúc pháp xứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc Huống là có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng có thể đắc lại nữa này thiện hiện nhãn giới quá khứ bất khả đắc nhãn giới vị la hiện tại bất khả đắc nhãn giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì nhãn giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhãn giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng có thể đắc này thiện hiện nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ bất khả đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vị la hiện tại bất khả đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng có thể đắc lại nữa này thiện hiện sắc giới quá khứ bất khả đắc sắc giới vị la hiện tại bất khả đắc sắc giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì sắc giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có sắc giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng có thể đắc này thiện hiện, Thanh Hương vị xúc pháp giới quá khứ bất khả đắc, Thanh Hương vị xúc pháp giới vị lai hiện tại bất khả đắc, Thanh Hương vị xúc pháp giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện vì Thanh Hương vị xúc pháp giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có Thanh Hương vị xúc pháp giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc? lại nữa này thiện hiện nhãn thức giới quá khứ bất khả đắc nhãn thức giới vị la hiện tại bất khả đắc nhãn thức giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì nhãn thức giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhãn thức giới quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng có thể đắc này thiện hiện nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ bất khả đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vị lai hiện tại bất khả đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc lại nữa này thiện hiện nhãn xúc quá khứ bất khả đắc nhãn xúc vị lai hiện tại bất khả đắc nhãn xúc trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì nhãn xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhãn xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vị lai hiện tại bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra quá khứ bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vị lai hiện tại bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng, còn bất khả đắc, vốn là có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, quá khứ bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, vị lai hiện tại bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện vì các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, bố thí Ba la mật đa quá khứ bất khả đắc bố thí ba la mật đa vị la hiện tại bất khả đắc bố thí ba la mật đa trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc huống là có bố thí ba la mật đa quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng có thể đắc này thiện hiện tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ bất khả đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai hiện tại bất khả đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao? Này thiện hiện vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc. Huống là có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, quá khứ, vị la hiện tại, trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, bốn niệm trụ quá khứ bất khả đắc, bốn niệm trụ vị la hiện tại bất khả đắc, bốn niệm trụ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện vì bốn niệm trụ quá khứ vị la hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc. Huống là có bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, quá khứ, bất khả đắc. Bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại, bất khả đắc. Bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện như vậy cho đến mười lực của Phật quá khứ bất khả đắc, mười lực của Phật vị lai hiện tại bất khả đắc, mười lực của Phật trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao này thiện hiện vì mười lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc? Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có mười lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc? này thiện hiện bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng quá khứ bất khả đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng vị lai hiện tại bất khả đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao này thiện hiện vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, phàm phu quá khứ bất khả đắc, phàm phu vị lai hiện tại bất khả đắc, phàm phu trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện vì phàm phu quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có phàm phu quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Vì ngã chúng sanh cho đến người biết, người thấy đều là vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ bất khả đắc, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai hiện tại bất khả đắc thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc. Huống là có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Vì ngã chúng sanh cho đến người biết người thấy đều là vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ trong tánh ba đời bình đẳng này siêng năng tu học trí nhất thiết tướng, không chấp trước nên mau được viên mãn. Này thiện hiện đó gọi là đại thừa ba đời bình đẳng của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào an trụ trong đại thừa như vậy? vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian có thể mau chứng đắc trí nhất thiết tướng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa. Bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, như lai ứng tránh đẳng giác khéo thuyết giảng pháp đại thừa của Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, đại thừa như vậy là tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu. Các Đại Bồ Tát, đời quá khứ học pháp này, đã có khả năng chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Các đại Bồ Tát đời vị lai sẽ học pháp này, có khả năng chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Các đại Bồ Tát trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương ở hiện tại đang học pháp này, có khả năng chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Vì thế, đại thừa là tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu có thể làm chỗ nương tựa tối thắng chân thật cho tất cả đại Bồ Tát và làm cho đại Bồ Tát có thể mau chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Phật bảo thiện hiện Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát đời quá khứ vị lai hiện tại, đều nương vào đại thừa siêng năng tu học mau chứng vô thượng tránh đẳng tránh giác làm lợi ích an lạc cho các loại hữu tình vì thế đại thừa là tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian